Địa phương nào để xảy ra cháy rừng, diện tích thiệt hại lớn mà không có biện pháp xử lý kịp thời, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây là nội dung tại văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng dịp đầu năm 2023. Theo đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các chủ rừng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy rừng tăng cường tuyên truyền để mọi người dân biết và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Dừng tất cả mọi hoạt động sử dụng lửa trong rừng, không đốt nương, đốt đồng cỏ, bãi chăn thả khi có dự báo cháy rừng ở cấp nguy hiểm và cấp cực kỳ nguy hiểm. Các cơ quan chuyên môn chủ động xây dựng phương án, bố trí người và phương tiện ứng phó nhanh và xử lý kịp thời khi xảy ra cháy rừng. Hiện cấp dự báo cháy rừng các khu rừng trong tỉnh đang ở cấp 4, cấp 5 cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Vừa qua đã xảy ra cháy rừng trên diện tích nhỏ tại một số địa bàn thuộc thị xã Sapa, các huyện Bát Sát, Vật Bản.